Không biết là tủa đi đâu các bác ạ? Gọi xem nào, ở đâu? Đấy nha con. Em đi đâu ơi? Đi giặt quần áo ạ. Đi giặt quần áo à? Vâng. Đang ở dưới suối à? Ở dưới đường đường xe rước. Đó nào? Ờ. À, thế thì về đi. Về bây giờ. À, anh ông cũng đã chờ được một hồi một lúc lâu lâu thì mới em tuổi đã đi giặt về các bác ạ. Ba bố con đi giặt về rồi. Ừ. Một chim. Vậy Hồ Anh bê cái này vào ấy. Bê cái đồ này vào ấy. Cười đi, cười. À, xin chào toàn thể quý cô bác và anh chị, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của anh ông. À, hôm nay anh ông lại tiếp tục lên nhà em tủa dế nhé. À, gửi chuyển một số đồ của các cô gửi lên, à, quà của các cô ở dưới gửi lên nhé. Thưa có mà mụ rồi. Anh ông xin mời quý cô bác và anh chị đi vào nhà em tủa. Vừa đi giặt tận dưới suối về à? À, đây là thịt nhá. Ô, cái à, chị bao? Anh đi nè. Có gì bao? Mì tông. Ô, thôi, tha dọ. Tha dọ mì tông đó. Đây, kẹp vào đây, anh kẹp cái mic này nói chuyện. Suốt ngày phải cõng đi giặt như thế à? Suốt ngày phải cõng con như thế à? Vâng. Ôi, con, đi ra, ra kia con. Ngồi đây. Này này. Nó thấy có một cái ghế đâu nhỉ? Cái ghế xanh xanh đâu à? Ui 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 ui. Đấy cái này cái gì không? Tủa. Có gì vô? Không gì ạ. Hôm nay anh lại chuyển cái này là cái đồ của cô Chuyên, Ngô Thị Chuyên ở Hà Nội nhá. Cái thùng này này. Không biết là bên trong có cái gì. Còn cái đây là sữa nhá, sữa của mua cho bé nhá. Sữa này là mua 190.000. Tiền của cô giấu tên ở Đồng Nai. Thế thông báo cho em là anh lại tiếp tục nhận được tiền từ các cô, các nhà hảo tâm gửi cho anh để mua đồ cho em nhá. Là ngày ngày mùng 5 tháng 8, à đâu, mùng 8 tháng 12 ấy, thì có một cô giấu tên ở Đồng Nai gửi cho em 2 triệu, gửi cho anh để mua đồ cho em. Còn một chị Hương ở thành phố Hồ Chí Minh, 500.000. Tiếp là cô giấu tên ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, 1 triệu. Tiếp là cô Tuyết và chú Thành ở Bình Phước, 500.000. Tổng là 4 triệu. Nên tiếp tục các cô là cũng gửi cho em là như vậy. Mà số tiền này thì là không phải là gửi đưa tiền mặt cho em đâu. À, gửi vào cho anh. Để em cần cái gì thì anh mua cho em. Lúc nào em cần cái gì, ăn uống này nọ, sinh hoạt thiếu cái gì thì bảo anh mua. Còn mà cô nào mà gửi cho em tủa, em dế thì sẽ
Nếu mà gửi tiền mặt thì anh ông sẽ đưa tiền mặt cho em dế nhá, em tủa nhá. Còn cô nào mà gửi cho anh ông mua đồ thì anh ông mua chưa hết thì anh ông sẽ giữ hộ, để khi mà em tủa em cần thì anh ông sẽ mua hộ. Bởi vì là bây giờ mà đưa tiền mặt cho em tủa thì cũng không không an tâm, bởi vì cái nhà cũng rất là ọp ẹp. Nên còn tiếp là lấy cái thịt kia về đây. Đây đây là anh ông lại tiếp tục lấy tiền của cô Đặng Thị Huệ. Hôm nọ còn dư 100.000 thì mua nốt thịt nhé, mua nốt thịt cho hai bé. Đấy là tiền của cô Huệ ở Hà Nội. Hôm nọ gửi 200. Còn tiền của cô Hậu Vĩnh Phúc 200.000, cô dặn là mua hai cái áo cho hai bé, nhưng mà vì là áo hiện nay là cũng các cô cũng đã xem và theo dõi cái video của ông thì các cô cũng gửi rất là nhiều quần áo cho rồi, nên là cái số tiền 200 của cô Hậu đây thì nông sẽ mua nhu yếu phẩm cho em Tủa và hai bé. Lúc nào khi nào mà em Tủa cần thì nông sẽ chi ra mua, nông sẽ thông báo lên kênh cho các cô các bác cùng nắm. Em cất cái thịt để kia đi. Giờ đây là hộp sữa này, hộp sữa mua cho hai bé nhé, không được mang đi. Lúc nào uống không phải uống liên tục đấy nhé, lúc nào đói thì mới uống, đừng có uống liên tục là đái phí không nhé. Lúc nào con đói thì mới uống. Đây là người ta lúc mà từ anh vào chia sẻ cái video của ba bố con ấy thì cũng được rất là nhiều cô bác là cũng thương em và gửi cho em rất là nhiều đồ. Còn số tiền của các cô gửi cho đấy thì lúc nào mà ông chi ông sẽ thông báo lên kênh nha các cô nhé, các cô các bác nhé. Nào, nó mì. Mà em cất cao lên, đừng để cho thằng cò này tự lấy tự nhiên uống lãng phí nhá. Để cho nào kín mà. Cò này bởi vì là ở trên vách này là thằng cò nó hay trèo lên phải không? Chiều lê đi đó. Đấy. Nên là cất cẩn thận vào. Để lấy một cái dao về cắt cái này. Còn đây là cái thùng quà của cô Ngô Thị Chuyên ở Hà Tây, Chương Mỹ, Hà Nội. Úi à, còn thông báo với các cô là còn một thùng đồ ở Thái Bình gửi lên cho em Tủa cũng toàn là quần áo, nên là anh ông cũng đã gọi điện gặp cô con gái của cô gửi ấy, cô ở Thái Bình gửi lên đấy, cũng đã xin chuyển cho hoàn cảnh khác, vì là nhà em Tủa với lại ba bố con ấy thì cũng được rất là nhiều quần áo rồi, nên là cũng không thể mặc được hết, nên là anh ông cũng gọi điện hỏi rồi xin cô con gái của cô để chuyển cho hoàn cảnh khác. Đây là cái thùng gì đây? Ừ, cái khoai này xem là nó tuột ra nhỉ? Ơi ừ. Không biết là cái đồ gì đấy. Mì tôm. Đây là mì tôm nhá. Đấy. Mì tôm ở trong thùng này. Đây là cái này là cái thùng này là để đựng cái gì đấy cũng được nhá.
Vâng. Còn đây là cái gì đây? Cái gì tiếp này? Cúng mì tôm. Cô cho mì tôm vào đây, vì là cho hẳn một thùng mì tôm vào đây thì không đủ chỗ nên là cô đưa vào trong này. Đây cái túi gì không biết. Đây lại tiếp cái gì đây? Lạc này. Ôi giời. Đấy. A gì ngon này, biết cái này cái gì không? À chị. Chị bao à. Nó. Chị rau nó. Ừ, nhầm à. A gì ngon. Phun mic. Đây là bó chị. Chị quá xinh. Rang xong là cho con ăn với cơm nhá. A chị, chú đi A chị. Chờ. Chờ. Dọ. Đấy. Cất nè. Còn cái này là dầu rửa bát này. Dầu rửa bát này tí nữa em lấy đi rửa các cái nồi kia cho nó sạch sẽ vào nhá. Chờ. Đấy, tiếp đũa. Đấy. Đũa này. Đây, cái thùng cái cho cái này vào kia. Cái thùng này thì để đồ nhá. Để ví dụ để thức ăn những cái cất ở đây. Không. Đây lại cái gì đây? Đây là để canh nhá. Này, thìa nữa ở trong này. Có thìa này. Đây. Đấy. Đây cũng vậy, cái này cũng vậy. Đây lại một giấy mì tôm ở dưới này nữa. Có lúa hả? Đây. Đây là dép của cò nhá, đi xem nào. Na say. Mù say tàu chi tàu. Mù lo. Ừ. Mù say của chủ. Chào ấy, tàu chi tàu. Chào mà. Đây là cái gì đây? Bổ sung vitamin A, C và canxi. Cái này là chắc là cho hai bé này rồi. Oxy. Cái này là cũng ăn vừa phải nhé, đừng cho con ăn nhiều nhé, xem nào. Giá trị dinh dưỡng. Bắt nó ăn. Cất cao lên nhé. Nó lo cho nó ăn thôi. Để cái chất này chất đấy. À. Đây còn nữa này. Còn đây là ba gói súp nữa. Mì tôm này. Đấy, lại tiếp một dây sữa Fami này. Cho nên chị. Tụ. Cho nên chị nào. Chị. Chị có là. Cất cao vào nhé, đừng cho nó đi ăn đấy. Ừ. Còn cái này thì úp những cái để úp những cái chiếc bát vào nhé. Hò. Cháu tuổi hai con, đầu 4 tuổi, cháu 2 tuổi, cháu 26 tháng. Cái gì? Hôm bà xem ba bố con ăn cơm, ăn nông nhờ người đi đong gạo. Rồi mà bà xem cháu thứ hai khóc quá, bà thấy tội quá, thôi bà cũng động viên cháu tuổi cố gắng. Chăm hai con và giữ ít quần áo, bà gửi ít quần áo đồ dùng cho cháu.
giờ các cháu ở xa quá, gần gần bà hay viết hay biết mấy. Ừ. Nếu mà gần ở gần bà hay biết mấy, bà sẽ hỗ trợ nhiều. Thôi bà chỉ có mấy lời chúc ba bố con mạnh khỏe, bà chuyên. Đây là quần áo cho ba bố con nhé. Nha. Đấy, quần áo cũng rất là nhiều. Rất nhiều quần áo đây. Em xem xong là quần áo thì bây giờ không thể lục ra mặc được. Em xem thì em chiếu là em với lại ba với lại hai đứa con mặc nhá, nhớ chưa? Với lại cái số tiền đấy. Số tiền từ hôm nọ thì các cô các bác gửi là hơn 6 triệu rồi. Hơn 6 triệu ấy thì hôm nọ cũng chi mua gạo này, chi mua các thứ cho em, hiện tại chắc tầm khoảng hơn 5 triệu anh chưa được cộng. Thế thì cái số tiền này là nếu mà em cần cái gì ăn uống hoặc là cái gì thì gọi cho anh để anh sẽ chi ra mua. Còn em mà bảo mua đi uống, chi đi mua rượu uống là anh không cho đâu nha, nói trước như vậy. Cái tiền với lại tất cả là các cái đồ này thì cất cẩn thận vào, vì cái nhà của mình nó nhà rất là ọp ẹp nên là không thể là tránh khỏi được, nên là phải giữ cẩn thận vào. Đi đâu thì khóa cửa riết mà không, đêm ba tối thì không được đi vắng, sợ người ta chui vào người ta ăn trộm nhá. Đấy, nói như sữa thì cất cẩn thận đi. Nên em cảm ơn đã. Bây giờ em cảm ơn cô Huệ đã gửi tiền cho mua một cân thịt này. Một cân thịt. Cảm ơn cô Huệ. Cô Huệ. Cô Huệ. À, Hà Nội. Ở Hà Nội mua một cân thịt. Cảm ơn bà chuyên ở Hà Nội đã gửi cho rất là nhiều đồ dùng và quần áo. Cảm ơn bà chuyên. Bà chuyên ở Hà Nội. Gửi cho rất là nhiều đồ quà và quần áo cho cháu. Vâng, cháu xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn. Tiếp là cảm ơn bà giấu tên ở Đồng Nai. Cảm ơn bà giấu tên ở Đồng Nai đã gửi tiền cho con mua sữa. Gửi tiền cho con mua sữa. Tiếp cảm ơn chị Hương, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp cảm ơn chị Hương. Chị Hương, thành phố Hồ Chí Minh. Gửi tiền cho em, cho cháu. Gửi tiền cho cháu, nhiều tiền. Tiếp là cô giấu tên ở Quảng Ninh gửi cho em. Cảm ơn anh ông xin thay lời em tủa, anh ông xin gửi lời cảm ơn đến cô giấu tên ở Đồng Nai đã gửi cho em tủa 2 triệu và chị Hương ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho em tủa 500. Tiếp là cô giấu tên ở Cẩm Phả Quảng Ninh gửi cho em tủa 1 triệu. Tiếp là cô Tuyết và chú Thành Bình Phước gửi cho em tủa 500. Còn cái số tiền này thì anh ông sẽ giữ, khi nào mà em tuổi em cần dùng, em dễ em cần dùng thì anh ông sẽ trích ra để mua. Còn nếu quý cô bác nào mà ăn gửi tiền mặt thì anh ông sẽ đưa tiền mặt nhé, bác nhé. Nhưng mà cũng bởi vì là ở đây thì nhà em tuổi còn rất là ọp ẹp nên là cũng không thể là cho em tuổi em giữ tiền được, sợ là người ta lẻn vào lấy. No mày mệt quá. No mày mệt, ít tủ ăn ít thôi, ăn ít thôi. Y nu nói ít tủ chưa. Với cái đồ này cất cẩn thận vào nhé. Còn vì là vâng. Bạn này thì rất là nghịch, hay trèo riết thì cất đừng để cho uống bừa bãi nhá. Vâng. Rồi thì thời gian vừa rồi thì các bác cũng đã theo dõi những cái thước phim anh ông đến chia sẻ cái hoàn cảnh em tủa dế. Thì hoàn cảnh này cũng rất là khó khăn các bác ạ, gà trống nuôi con
vợ lại ăn lá ngón. Còn này thì lúc lấy được 5 tháng thì vợ ăn lá ngón. Yeah. Vâng. Ừ. Để hai đứa con ở lại với bố rất là tội của bác ạ. Anh ông cũng rất là mong là quý cô bác và anh chị tiếp tục đồng hành cùng anh ông để giúp em Tủa, mỗi người một tay giúp em Tủa để em Tủa có động lực nuôi hai đứa con nhỏ. Hiện tại cái nhà của em Tủa thì cũng rất là rách nát rồi các bác ạ, cũng sắp đổ đến nơi. Còn một số cột thì cái thước phim trước thì anh ông cũng đã xem. Anh ông lại tiếp tục chia sẻ cái nhà của em Tủa nhé. Đây cái cột nhà này là đứt hoàn toàn rồi các bác ạ. Đây. Đấy. Đứt khỏi mặt đất rồi. Đây thì có một cái trống phụ ở đây. Cái trống này thì ở dưới cũng không chôn. Đấy. Hiện tại chịu nặng nhất là cái cột này. Ôi ôi, đây này, nó bị ấy này. Này buộc cái dây vào. Đấy, nó bị trượt, lại tiếp tục trượt rồi. Này sợ là ở lâu là ba bố con sợ là không có mạng đấy, mất mạng đấy. Còn bên ngoài thì phụ hết, chống hết các bác ạ. Bật chè. Toàn những cái cột dùng bằng cây tre. Đây bên này là chống hết rồi. Chống rất là lâu rồi. Sắp đổ đến nơi rồi các bác ạ. Cũng không biết là bao giờ nó sẽ ập xuống. Nếu mà cô bác nào chia sẻ chút ít tấm lòng vàng dành cho em Tủa thì hãy vào phần mô tả lấy số tài khoản của anh ông, số tài khoản ngân hàng Vietinbank nhé của anh ông để ở dưới phần mô tả, gửi qua anh ông sẽ chuyển đến em Tủa nhé. Video của ông xin phép được dừng lại ở đây. Nếu quý cô bác và anh chị quý mến ông và em Tủa bác hai con ở đây thì cho ông xin một lượt chia sẻ và đăng ký bấm rung chuông để anh ông có động lực tiếp tục giúp em Tủa ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác video sau.